D. 10 cảnh giới của thọ ấm một Sự bi lụy quá độ, ma bi lụy Kinh văn A nan bỉ thiện nam tử, đương tại thử trung, đắc đại quang diệu Kỳ tâm phát minh, nội ức quá phần Hốt ư kỳ xứ, phát vô cùng bi Như thị nãi trí, quán kiến văn manh Do như xích tử, tâm sinh lân mẫn, bất giác lưu lạc. Việt dịch A Nan hành giả khi ở trong trạng thái này tâm rất sáng suốt, do bên trong đè nén quá phần, bỗng dưng phát sanh tâm thương cảm vô cùng, cho đến xem mũi mỏng như là con mới sinh, tâm thương xót bất giác rơi lệ. Giảng A Nan hành giả khi ở trong trạng thái này tâm rất sáng suốt, do bên trong đè nén quá phần, một loại cảm xúc đột nhiên sanh khởi, ông ta đã liên tục ức chế tư tưởng quá chớn khi sự dồn nén bên trong quá mức bỗng dưng phát sanh tâm thương cảm vô hạn và lòng thương mến các loài chúng sanh đến nỗi xem mũi mỏng như là con mới xanh tiếng hán gọi con mới xanh là xích tử do da của trẻ con mới xanh có màu đỏ tâm sinh thương xót bất giác rơi lệ không biết tại sao mà ông bật khóc kinh văn thử danh công dụng ức tồi quá việt ngộ tác vô cữu phi vi thánh chứng giác liễu bất mê cửu tự tiêu yết nhược tác thánh dài tác hữu bi ma nhập kỳ tâm phủ kiến nhân tác bi đẻ khấp vô hạn thất ư chánh thọ đương tòng luân trụy Việt dịch đây gọi là đè nén tâm quá mức trong khi công phu Nhận ra điều đó thì không có gì sai trái, chẳng phải là chứng thánh Nếu biết rõ như vậy, không còn mê lầm Trạng thái đó dần tự tiêu vong Nếu nghĩ là mình chứng thánh Thì bị loài ma bi lụy nhập vào trong tâm phủ Mỗi khi thấy người thì thương xót kêu khóc không thôi Nếu mất tránh định sẽ bị chìm đắm giảng đây gọi là đè nén tâm quá mức trong khi công phu trạng thái này có thể sanh khởi trong khi dụng công tu tập nó xảy ra vì ông đã đè nén tâm thái quá nhận ra điều đó thì không có gì sai trái chẳng phải là chứng thánh nếu biết rõ như vậy không còn mê lầm trạng thái đó dần tự tiêu vong nếu ông hiểu ra mình đã sai lầm và tự nhủ thầm tại sao ta lại khóc lóc vô cớ như vậy thì phải thay đổi ngay hiểu rõ như vậy rồi sẽ không còn trạng thái căng thẳng nữa cảnh giới này không phải chứng thánh đó không có nghĩa là ông đã chứng được tâm đồng thể đại bi đừng nghĩ rằng thương xót các loài mũi mòng và các loài côn trùng nhỏ nhít như là con mới đẻ của mình là tâm đồng thể đại bi, nếu biết rõ như vậy không còn mê lầm nữa trạng thái căng thẳng đó tự tiêu vong, nhưng nếu nghĩ là mình đã chứng thánh nếu ông nghĩ, ồ bây giờ ta đã có được tâm đồng thể đại bi công phu tu tập của ta thực sự đã thành tựu, thế là bị loài ma bi lụy nhập vào trong tâm phủ, nghĩa là gặp bất cứ người nào cũng đều vô cớ bật khóc. Loài ma này mỗi khi gặp người thì thương xót kêu khóc không thôi, khóc mà chẳng biết tại sao buồn thảm như thế. Khi còn ở Mãn Châu, Manchuria, tôi biết một người phụ nữ tên là Lưu Kim Đồng đã gặp phải trạng thái như vậy, bất kỳ khi gặp người nào cô đều bật khóc và nói Trong tiền kiếp ngươi là con tôi, bây giờ con đã trở lại, con đã tìm gặp được mẹ rồi đó Bằng nước mắt bà ta hết sức làm cho người ta bối rối để họ phải tin rằng mình thực sự đã gặp được mẹ Thực ra, người đó đã gặp ma. Nếu ông mất tránh định sẽ bị chìm đắm. Nếu ông nghe theo ma vương, ông sẽ rơi vào địa ngục.